Buka gài Ginh Tuấn Kiệt vào thế khó, đàn trai đơ người vài giây nhưng có pha xử lý chốt hạ xem đã cái nư. Buka Ginh Tuấn Kiệt là một trong những cặp đôi V-biết được netizen đẩy thuyền nhiệt tình. Cách đây không lâu, chính Duy Khánh còn để lộ hin cả hai sắp về chung nhà qua một bình luận nhắc khéo tên đàn trai ở bài viết của Buka với nội dung: chúc cô chú sang năm có con trẻ thật Tuấn Kiệt. Thực hư tin hỉ chưa biết thế nào, nhưng trên đoạn clip mới đây được lan truyền trên mạng một lần nữa, khiến netizen thích thú. Theo đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn trailer talk show của Lý Nhã Kỳ có khách mời là Buka và Ginh Tuấn Kiệt. Trong đoạn clip, khi Ginh Tuấn Kiệt đang khá thoải mái chia sẻ về gu bạn gái, thì Buka với mái tóc nhuộm đỏ lại chen ngang: có tóc đỏ không? Chính vì câu hỏi có phần khó xử này khiến cô và cả Ginh Tuấn Kiệt đứng hình mất vài giây. Buka sau đó cũng lúng túng vội đính chính: không, chị hỏi chứ chị không có ý gì hết trơn cả. Tuy nhiên, Ginh Tuấn Kiệt cũng chẳng phải dạng vừa liền quăng thính đối phương: chị say trà, say bánh hay là say em? Chỉ nhiêu đây cũng đủ khiến netizen trần trần, có vẻ như ngày cặp đôi về chung nhà không còn xa rồi.